Hello, xin chào các bạn. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong video kiến thức của mình. Các bạn sẽ thấy là mình mới chỉ set up một cái hồ duy nhất sử dụng lúa và đá và mình cảm thấy khá là ưng. Tuy nhiên hiện tại thì mình không có lúa mới để mình set up nữa các bạn. Thế nên là mình đã có ra tiệm mình hỏi. Tuy nhiên thì giá lúa ở tiệm nó khá là cao, 200 ngàn một ký lúa nên chúng ta lựa chọn. Thì nếu chúng ta mua một cây theo ý của mình thì nó phải hơn 200 ngàn một cây, giá cao hơn so với việc chúng ta lên mạng mua các bạn. Nếu các bạn lên mạng mua thì các bạn có thể lựa chọn được những khúc lúa mà khá là hợp với ý tưởng của mình, tại vì người ta sẽ chụp hình sẵn khúc lúa của chúng ta rồi. Và cái thứ hai là giá thành, nếu chúng ta mua trên mạng thì nó sẽ rẻ hơn một chút xíu so với chúng ta ra tiệm cá mua các bạn đó. Thế nên là ngày hôm nay mình đã mua một bao tải lúa ở trên mạng về. Thì trong này mình đặt 3 khúc các bạn. Mình đặt trên mạng là 3 khúc lúa. Và phí ship của người ta chỉ có 30 ngàn thôi, khá là rẻ. Mình sẽ cắt cái bao tải lúa này ra cho các bạn xem mình mua 3 khúc lúa như thế nào nha. Và dự định sắp tới của mình sẽ như thế nào với 3 khúc lúa này. Các bạn biết rằng thì mình đang mua 3 khúc lúa, nó gọi là thuộc với dạng là rẻ tiền trước các bạn. Tại vì mình sẽ tập set up các cái hồ trước, rồi sau này mình có nhiều kinh nghiệm hơn, mình có nhiều điều kiện hơn thì mình sẽ mua những cái lúa đẹp hơn về và mình làm những cái hồ đẹp hơn các bạn. Còn hiện tại chúng ta nên set up những cái hồ cơ bản thôi. Thì chúng ta học set up dần, chúng ta học cách để nhìn bố cục dần các bạn. Đây người ta đóng gói rất là kỹ. Mình nhìn thấy cái bộ này là mình thấy thích được các bạn. Mình thấy những cái đầu này là mình thấy thích được. Khi chúng ta khui lúa ra thì các bạn biết rằng mùi của cái gõ lúa nó xộc lên tới mũi của mình luôn các bạn. Khá là thích cái mùi này. Nhưng mà có một cái mùi gì đó nó hơi mốc các bạn. Thấy không? Những cái lúa này, những cái đầu lúa này, có cái đầu khá là to, có cái đầu khá là nhỏ. Ở đây là mình đã xin anh chủ được, xin anh chủ được bộ rễ. Anh chủ cho mình thêm những cái bộ rễ này. Anh chủ khá là dễ thương các bạn. Hey, yeah. Như bọc này của mình đoán là tầm hơn 5 ký. Đây. Hơn 5 ký lúa nha các bạn. Cái bọc này của mình rất nặng, cầm rất nặng tay. Mà các bạn biết rằng nếu mà chúng ta mua 5 ký ở ngoài với giá rẻ nhất đây là 150 thì 5 ký phải tầm 750 ngàn rồi. Còn nếu chúng ta mua rẻ hơn nữa thì 120 ký, 120 ký thì các bạn không kiếm ra được đâu các bạn. Mình sẽ cắt khu bộ rễ ra.
thì đây là cái khúc lụa đầu tiên của mình. Đây là khúc lụa đầu tiên các bạn thấy. À, khúc lụa đầu tiên thì nó hơi thô một chút xíu. Thì nó có một cái nhánh đi lên trên như thế này. Nó có một cái bệ như thế này và nó có một khúc chân như thế này. Đấy, các bạn thấy đầu gì nó không? Đầu gì nó không? Có lẽ là hơi khó bắt nét cho các bạn xem. Đây, thì cái này có thể mình sẽ làm một ý tưởng như thế này. Mình sẽ đặt nó từ vị trí chuẩn như thế này. Mình cho nhánh này vươn ra. Mình sẽ đặt như thế này. Và phía này mình sẽ, phía trên này mình sẽ trồng cây. Hoặc là mình sẽ làm cái gì đó theo cái dáng lúa như thế này các bạn. Đó, dáng lúa như thế này. Đó. Cái khúc này thì kích thước mình nghĩ là rơi vào tầm cao, cao khoảng 35 cm và bề ngang khoảng 40 cm. Rất là nặng các bạn, khúc lúa này rất là nặng tại vì nó rất là to. Và lúa này mình nghĩ là phải chúng ta phải xử lý lại, chúng ta phải ngâm nước lại thì các bạn, chứ ta chưa xài được đâu. Là khúc đầu tiên nha các bạn, khúc đầu tiên. Mình sẽ lấy khúc 2 và xem. Wow. Wow. Đây là cái khúc thứ hai của mình. Cái khúc thứ hai thì nó nhẹ hơn khúc đầu tiên rất là nhiều. Cái khúc thứ hai nhẹ hơn. Và cái khúc thứ hai này nó có một bộ rễ khá là dài và khá là nhiều bộ rễ. Cái phần thân thì nó đây, nó uốn cong như thế này đấy các bạn. Thì nếu chúng ta đặt như thế này, chúng ta đặt như thế này thì chúng ta sẽ được một cái hồ biotope khá là đẹp. Đặt như thế này đúng không các bạn? Nè, chúng ta đặt như thế này nè. Và chúng ta đặt theo hướng này các bạn, chúng ta đặt hướng này nè. Cái này nó sẽ xóa dài bộ rễ xuống. Và chúng ta đặt cái hướng này cũng được. Cái này thì tùy các bạn, nói chung là cây lúa nó sẽ có rất nhiều hướng để chúng ta. Thì cây này mình cũng rất thích các bạn, rất thích. Tuy nhiên nó cái thân này nó thẳng lên một chút xíu nữa thì đẹp. Nhưng mà cái thân này nếu mà chúng ta để theo cái bề, cái bề đấy của nó thì thân này nó sẽ xéo lên trên. À, nó hơi lệch tông một chút xíu. Nhưng mà nói chung là giá tiền nó rẻ hơn thì chúng ta vẫn chấp nhận cái lúa này được. Đây. Bộ rễ này sẽ rất là đẹp với những cái hồ biotope của mình. Cá nó sẽ chui rút vào đây, nó trốn, nó ăn rất là hay. Rất hợp đấy. Còn cây thứ ba. Cây thứ ba. Cây thứ ba thì cây này nó hơi bình thường các bạn, nó hơi bình thường. Nó giống như cái cây trước của mình. Nó, bây giờ các bạn để cầu vồng cái này cũng được này. Bạn để cầu vồng cái này cũng được. À, nó có những cái hốc trên khúc lúa khá là đẹp. Hốc xoắn. Mình thích những cái khúc lúa mà nó có những cái hốc xoắn như thế này. Càng hốc càng tốt các bạn. Mình không thích những cái khúc lúa mà nó có quá xun như thế này đâu. Xun như thế này nó không khác gì một khúc cây hết. Nó không phải là khúc lúa nữa các bạn. Mà nếu mà chúng ta lúa thì các bạn biết rằng lúa là những cây lâu năm mới quay buộc, hoặc là những cây chết. Thì càng có những cái lỗ như thế này thì khi mình nghĩ là giá trị cây lúa sẽ càng cao hơn. Và mình đánh giá mình thích hơn những cái cây lúa như thế này. Đó. Và với cây này thì chúng ta có thể để hai dáng được. Chúng ta để dáng này chúng ta sâu cái bộ lỗ, bộ xoắn của cái lúa. Và chúng ta để cong như thế này cũng được. Nhưng mà mình để cong nhiều rồi thì không thích để cong nữa. Mình thích nó để như thế này. Mình thích để như thế này. Đó. Vậy là ngày hôm nay mình đã cui bọc 3 khúc lúa. Khúc đầu tiên, khúc thứ hai mình sẽ để ngang như thế này,
và khúc thứ ba ô chặt, khúc này khá là cục mịch, khúc này không biết mình sẽ làm gì với nó nữa, khá là cục mịch, khá là nặng. Các bạn có thể đoán giá mình mua ba khúc này. Thực sự là ba khúc này mình mua khá, giá khá là rẻ. Có lẽ mình nói nhiều bạn sẽ không tin mình đâu, nhưng mà ba khúc này mình mua tổng giá tiền là 310.000, trong đó tiền ship là 30.000 rồi, tổng ba khúc là 280.000, 280.000 các bạn. Nói chung là mình khá là ưng ý các bạn, khá là ưng ý đấy, không đùa đâu. Ngoài ra mình được bonus thêm, bọc rẻ, này thì các bạn có thể dán với đá cũng được, các bạn có thể dán vào những cái khúc lúa các bạn muốn ý tưởng nào cũng được. Mua lúa được bonus thêm bọc rẻ, mình khá là ưng ý nha các bạn, mình khá là ưng ý và mình sẽ giữ bí mật cái anh khách này. Rồi, hôm nay video của mình khui lúa tới là kết thúc. Thì mình sẽ lên ý tưởng cho ba khúc lúa này vào những video sắp tới. Đừng quên nhớ vào đăng ký kênh cũng như like video của mình để xem những cái hồ mới của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Bye bye.